nguyên nhân để hình thành ngũ uẩn. Hiểu không? Và khi có ngũ uẩn rồi thì mình có là gì? Cái mà luôn luôn trong sinh hoạt đời sống là gì? Là căn. Nếu còn sống có nghĩa là căn đang tiếp xúc với trần một cách rất là nhịp nhàng, đúng không? Thì vậy là sáu căn tiếp xúc với sáu trần gọi là thập nhị xứ, 12 xứ. Là mình hình thành cái căn và có trần đối diện, rồi tới thập bát giới, tức là 18 giới. Thì đây được gọi là thành lập đế, tức là mình thấy mình có thân ngũ uẩn. Mà không phải bây giờ mình mới nhận định về cái thân ngũ uẩn. Nhưng cái hồi nguyên sơ, hồi chưa đủ ngũ uẩn á, hồi ban đầu thì nó không hình thành ngũ uẩn. Cho nên khi mà hình thành đủ ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức thì mới thành một con người. Nhưng mà khi hình thành, ví dụ như sắc, có khi là sắc trọn vẹn, có khi sắc bị khiếm khuyết, đúng không? Giống như tứ đại nãy mình nói, có người đẹp, người xấu, người bị khuyết tật, người bị này kia kia nọ. Tức là về tứ đại chúng ta hình thành nó được không được trọn vẹn. Không được trọn vẹn thì lý do gì? Đó, ban đầu là do nhân quả của mình. Nhân quả gì mà đời này mình đen hơn người ta? Nhân quả gì đời này mình trắng hơn người ta, mình đẹp hơn người ta, mình xấu hơn người ta, mình khôn hơn, mình dạy hơn, tất cả những cái điều đó. Thì Bồ Tát sẽ thấy rõ cái sự hình thành đó để nó cho ra được một cái thân ngũ uẩn trọn vẹn, tròn đầy, như ý. Không dễ gì mà chúng ta có được cái thân đầy đủ như vậy đâu. Chúng ta đã cực công hằng hà sa số kiếp rồi thì bây giờ mới có đầy đủ thân căn ngũ uẩn. Tức là có quá trình hình thành cho tới có thân căn ngũ uẩn như bây giờ, có sự nhận thức, nhận hiểu, nhận định hay dở, đúng hay là không đúng, vân vân, tất cả mọi thứ đều là do sự quân tập và hình thành hằng hà sa số kiếp của chúng ta. Cho nên là Bồ Tát thấy cái tướng thành lập á, thành lập đế đó đó. Có người đâu có đủ lục căn, đúng không? Mà không đủ lục căn thì sao? Là thập nhị xứ bị khuyết, thập bát giới bị khuyết, tức là 12 xứ, 18 giới bị khuyết. Thì vậy là Bồ Tát khéo thấy, ở đây gọi là khéo thấy cái tướng thành lập đế, tướng thành lập đế. Để chúng ta thấy là trí tuệ của Bồ Tát sẽ thấy từ cái khởi nguyên nào để hình thành tứ đại, từ khởi nguyên nào để hình thành đầy đủ ngũ uẩn. Và cái uẩn đó có đầy đủ lục căn, lục rồi là thấy rõ, biết rõ lục trần, có đầy đủ lục thức để so sánh phân biệt. Thì như vậy là như vậy mới trọn vẹn một con người hoàn thiện. Nhưng mà cái nhìn của các cái hệ thống kinh điển của Phật giáo thì phải đủ 18 giới thì người đó mới trọn vẹn. Phải đủ căn trần thức, phải đủ ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Nói sắc thọ tưởng hành thức thì nó trong đó có gì? Có bát thức tâm dương. Cho nên trong hệ thống kinh điển gốc của chúng ta chỉ cần nói ngũ uẩn là đủ. Nhìn một con người, một chúng sanh trọn vẹn chứ không phải là con người, thì có là có sắc, đúng không? Sắc thì tứ đại hòa hợp, có thọ là cảm nhận của thân lẫn tâm của mình, rồi có tưởng, có cái tâm tưởng của mình, có hành là tất cả những chủng tử sanh tử hằng hà sa số kiếp, và có cái thức là cái nhận biết của ngã chấp nguyên sơ, bắt đầu đi vào tất cả những nhận biết khác ở trong cái thấy nghe hay biết trong cái đời này. Và trong sanh tử muôn vạn kiếp thì cái thức so sánh phân biệt, cái thủ ngã sâu kín nhất của mình là cái thức đó đó. Cái thức ấm đó mới là cái sâu tận nhất. Thì những cái bài mình nói về ngũ uẩn mình có nói rất nhiều điều này. Thật ra khi mà gọi là biết được, khéo biết được cái thành lập đế, tức là biết rõ nguyên nhân nguồn cội hình thành ngũ uẩn. Và trong ngũ uẩn đó thì có gì? Lục căn rồi. Có lục căn và có lục thức. Và ngoại cảnh thì có lục trần. Một người mà có đầy đủ đó rồi thì mình sẽ thấy khác cái người có khiếm khuyết, đúng không? Mình sẽ nghe khác, mình sẽ ngửi khác, mình sẽ nếm khác. Và mình sẽ có những cái suy nghĩ, những cái nhận định hoàn toàn khác, nếu mình có đầy đủ. Mà hồi trước chúng tôi nói là gì?
cái người đã hoàn thiện được cái tâm linh đó, chứ không phải là tâm hồn, không phải là linh hồn, mà là tâm hồn. Tâm hồn khi được hoàn thiện ngang với cái tầng người mà hoàn thiện, thì khi mà mình mang cái thân này, hoặc là khi mình bỏ cái thân tứ đại này, thì cái phần tâm của chúng ta nó khác. Khi chưa hoàn thiện nó là linh hồn. Nó linh hồn thì nó lẫn lộn. Ví dụ như con thú nó cũng có cái linh hồn, mà nó chưa hoàn thiện được tâm hồn. Thì khi mà nó nhận cái thân thú hoặc nó bỏ thân thú, nó ở một cái tầng hoàn toàn khác, khác hẳn. Như vậy đây gọi là cái gì? Cái rõ biết về cái sự hình thành lập đế là nguyên nhân để mình sanh làm người, nguyên nhân để mình về trời, nguyên nhân để mình tới Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Trong lục đạo luân hồi đó, đó là Bồ Tát thấy rõ, Bồ Tát biết rõ cái sự thành lập đó. Rồi hình thành tâm thức, hiểu biết, nhận định của mình. Cho tới mỗi ngày mình cao hơn cái người bình thường, mình dễ có thể tu tập hơn người bình thường, mình hiền thiện hơn người bình thường, mình dễ nhập định hơn, mình dễ xuất định hơn, mình dễ có thể hiểu được chân lý hơn, mình có một cái đời sống tốt hơn, mỗi lúc mình càng hơn á, thì thực sự không phải là chuyện của một đời. Mà nhìn cho sâu nữa, thì mọi cái sự việc xảy ra trong cái đời sống đời thường này nè, khi mà chúng ta chưa có kiến thức, chưa có hiểu biết á, thì mình thấy nó thường lắm, mình thấy nó thường lắm. Mình nhìn một người nó bình thường lắm. Mình nhìn người nghèo, người giàu rõ ràng là khác nhau nhiều chuyện. Mà tôi nói chỉ khác nhau về cái phước báo, về tiền bạc thôi. Chứ mà nếu sâu hơn nữa, chúng ta sẽ thấy sự khác nhau đó do cái sự sai biệt khác nhau, sự quân tập khác nhau, hằng hà sa số kiếp. Cho nên đời này họ sẽ có cái đời sống như vậy. Và đời sống như vậy là kết quả của cái sự hình thành hằng hà sa số kiếp họ mới có đời sống này. Thì phải dùng cái từ là công chức của họ nhiều kiếp lắm, họ mới tiến bộ tới chừng đó. Không có đơn giản đâu. Họ đã hấp thu tất cả những tinh hoa của vũ trụ, linh khí của đất trời họ mới hình thành. Một hạt gạo thôi là đã hấp thu bao nhiêu tinh túy của trời đất. Một ngọn cỏ thôi mà như vậy là người đó ăn không biết hai bao nhiêu hạt gạo, bao nhiêu ngọn cỏ, đúng không? Họ đã thu nạp, thu nhận, kết nối bao nhiêu năng lượng của vũ trụ, bao nhiêu tinh hoa của trời đất. Chúng ta không có tôn trọng họ có nghĩa là chúng ta không có tôn trọng tinh hoa của vũ trụ. Chúng ta không có tôn trọng cái linh khí của đất trời. Chứ không phải là chúng ta coi thường một người không đâu. Chúng ta không tôn trọng tạo hóa. Vì tạo hóa tạo ra bất kể một cái gì trong cuộc đời này đều có cái sứ mệnh của nó. Chúng ta nói cái chuyện mà những người bảo vệ môi trường cần phải giữ cái loài động vật này, giữ loài động vật kia để cân bằng cái hệ sinh thái, đúng không? Giữ cây này, giữ cây nọ để cân bằng cái hệ sinh thái, vân vân. Những người hiểu biết họ cũng đã từng nói những cái điều này. Vì vậy là vô tình con vật đó nó sẽ xuất hiện ở đó để nó cân bằng sinh thái đó, nó cũng là cái sứ mệnh của nó. Chứ nó không có làm gì hay ho, chỉ sống tới già nó chết thôi. Là sứ mệnh. Con người chúng ta là một linh vật, một sinh vật ở một cái đẳng cấp cực cao trong cái quả địa cầu này. Nếu mà nói về hình tướng, chưa nói chưa các bạn về cái tầng tâm linh, thì chúng ta là một cái loại động vật cấp cao rõ ràng luôn. Đã là người là trở thành loài động vật cấp cao. Người đó là người nào không cần biết. Và khả năng tiến hóa cao hơn sẽ bắt đầu xảy ra với cái người đó về mặt tâm linh, về đời sống tâm linh. Nhưng mà chúng ta không có đủ cái điều kiện, không có đủ cái duyên để chúng ta học hiểu, chúng ta tiến hóa hơn, thì đó là cái gì? Dùng cái từ là cái thiện căn của chúng ta nó chưa đủ, cái phước đức chúng ta chưa đủ, cái nhân duyên chúng ta chưa đủ. Có nhiều khi cả đời của mình, có những người mà rất là nhiều người Phật tử tôi gặp đó, họ khóc, họ nói là cả đời họ tầm sư, học đạo, đi khắp nơi, phải chi là họ được gặp cái bài giảng này trước, họ được đọc cái bản kinh này trước. Tôi nói không có cái chuyện đó đâu, trước một giây cũng không được, đúng giờ phút giây đó mới có được đọc
cái quyển kinh đó không phải dễ đâu. Đương nhiên là cũng nhờ công sức đó, giống như bây giờ người kia sau một thời gian tu tập rồi, cái là bây giờ gặp được một cái dòng pháp mới, họ rất là mừng. Họ nói là con phải chi 20-30 năm trước con được gặp cái dòng pháp này con tu, thì bây giờ chắc con khác nhiều lắm rồi. Tôi nên không có đâu, nhờ mấy cái dòng pháp kia mà giờ này mới gặp dòng pháp này. Không có mấy cái đó không gặp dòng pháp này đâu. Chứ đừng có nói là tới ngày mà mình thi mình cầm cái bằng tiến sĩ thì mình cảm ơn mấy ông giáo sư tiến sĩ. Xin lỗi, hồi xưa hồi không có học mẫu giáo, bây giờ làm tiến sĩ nổi không? Rõ ràng sự thật là khi chúng ta đã A, B, C từ trường làng chúng ta đi lên, thì đừng bao giờ phủ nhận những chuyện đã qua. Những chuyện đã qua là tất cả những cái thuận nghịch trong đời sống này. Cho nên khi mà chúng ta đốt nhang lễ lại, ngoài chúng ta lại Phật, lại Tổ, lại các vị Thánh Hiền, các vị Long Thiên Hộ Pháp, các vị Thống Lãnh, các Thiên Thần, chúng ta phải lại tạ cái hư không vũ trụ mênh mông này. Không có cái vũ trụ mênh mông, không có tạo hóa này là không hình thành bất kỳ một cái đời sống nào hết đó. Rồi là cha mẹ mình đã từng sanh ra nhiều đời nhiều kiếp, và tất cả chúng sanh muôn loài đều là bậc đại ân nhân của chúng ta. Đã từng là cha, đã từng là mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, đã từng là thầy dạy mình. Thầy dạy thuận, thầy dạy nghịch cũng là dạy. Như quý vị suy nghĩ đi, tới giờ phút này nếu mà những người mà gọi là có kiến thức một chút á, ở trong cuộc sống nha, chưa nói là kiến thức, không nói là có bằng cấp, mà trong cuộc sống mà họ có kiến thức một chút, từ cái tuổi 40 trở lên, trước đó không có đủ sức để nhận định cuộc đời đâu, tôi nói thiệt á. Nhiều cái mà ở tuổi nhỏ không đủ sức để nhận ra, có khi là phải có gì muối tiêu lên đầu thì mình mới hiểu được cái sự việc mà mình đã gặp đi gặp lại hàng ngàn lần cho tới giờ phút này. Mình đã không có hiểu hết một việc thôi đó, chứ đừng có nói là nhiều chuyện của xã hội. Mặc dù là mình có hiểu nhưng mình không thể hiểu được. Cho tới một ngày mình ngộ ra thì lúc đó mình biết được đến cái sự thật của vấn đề đó, đó là ở đời này đã trả giá bao nhiêu chục năm trời. Không phải dễ để hiểu một con người, không phải dễ để hiểu một việc đâu, thưa quý vị, không có dễ đâu, không có dễ đâu. Chúng ta đừng có vội vã nhận định đúng sai, tôi nói thiệt, mất công cuộc đời của mình lắm, rảnh lo ngủ đi cho nó khỏe. Đừng có mà đặt phê mình chơi vai. Không có ai nói trúng được ai cái điều gì trong cuộc đời này hết, tôi dám khẳng định một câu đó. Không ai hiểu được hết mình. Khi hiểu được hết mình đủ chức để có thể thấy như một vị Bồ Tát này nè, là thấy cái sự thành lập đế này nè, từ cái nguyên nhân đâu mà nó hình thành ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn của mình hiện tại là khiếm khuyết hay là trọn vẹn, từ cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức của mình. Và nói tới cái đó, nếu không phải là người chuyên môn tu thiền, không phải là người chuyên môn học đạo, thì nói tới sắc thọ tưởng hành thức cũng không mấy người đã biết. Không biết. Cho tới giờ phút này nè, tôi nói bây giờ á, quý vị thử có thể hỏi những người mà học đạo lâu năm về cái phân biệt một cách tường tận căn trần và thức trong một cái nhìn thôi. Thử đi, chưa chắc là 10 năm sau chúng ta kiếm được một người thấu đáo. Cái này là nói thật á. Và nhất là những người tu thiền mà không có biện biệt tường tận được căn trần và thức, từ cái lúc mà đang thấy cho tới khi mà phân biệt rõ ràng để thành cái nhận định đúng nó, nhận định sai nó, hoặc là thương nó, hoặc là ghét nó đó hả, thì chúng ta không đi sâu vào thiền định được đâu, đừng có tưởng. Cho nên cái bài mà khéo rõ biết của mình phân biệt rất là kỹ về căn trần thức, để cái người nào tu thiền là ta thấy rõ ràng là mình đang thấy này là cái gì hoạt động, mình đang nghe như thế này là cái gì hoạt động, và mình đang nghe mà mình gật đầu cái gì là bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, quý vị biết không? Hàng tỷ chuyện rồi, chứ không phải tôi nghe tôi hiểu đâu. Mình rất là nông cạn, mình nghe, mình hiểu, mình gật đầu là tại vì mình có tu tập, mình có học hiểu, mình có học rồi, mình học lâu lắm rồi, cho nên bây giờ mình nghe ông thầy nói trúng gật đầu. Học lâu là cái gì vậy?
là ký ức. Mà ký ức thì đã từng quân tập một hoặc là nhiều lần mình mới có thể hiểu biết sâu về nó, có thể nhận định đúng về nó. Và ký ức thì thằng nào moi đồ nó ra và nó nằm đâu, nó nằm đâu thì mình không thấy, đúng không? Mà ông thầy này nói cái mình gật đầu liền à, đơn giản quá ha. 8.000 năm mình chưa có thể thấy hết được điều này nữa, chứ đừng nói là cái gật đầu đúng hoặc là gật đầu sai. Một chuyện của cái gật đầu thôi, một chuyện của cái chớp mắt, một chuyện của cười với nhau thôi là chuyện đó nó lôi hàng tỷ tỷ kiếp luôn á. Bởi vì Bồ Tát mới biết cái sự thành lập đế là đâu phải tới Bồ Tát mới biết. Tới Bồ Tát mới biết tại sao mình buồn. Tới Bồ Tát mới biết tại sao là mình tưởng tượng như tưởng voi. Bồ Tát mới biết chứ mình còn chưa biết nữa. Mình khổ mình còn không biết nguyên nhân tại sao khổ thì Bồ Tát biết thành lập đế của mình. Nhưng mà nói để mình thấy là cái trí tuệ không phải bình thường mà họ có thể thấy hết được tất cả những cái buồn thương giận ghét nơi tâm của mình. Mình không có tu 1.000 kiếp á, ngồi đây mình không gật đầu được đâu, tin không? Tu 1.000 kiếp rồi, bây giờ nghe chuyện này mình gật đầu mình chấp nhận rồi. Tu dưới 1.000 kiếp bảo đảm không bao giờ gật đầu nổi. Thì như vậy là cái chuyện tu 1.000 kiếp là hàng tỷ 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 chuyện khác nó gom lại nữa, trải qua bao nhiêu cái cực khổ lao nhọc gì gì đó, nằm sương nằm gió, leo rừng vượt suối gì, đã từng quỳ trước ông thầy 5 ngày 7 ngày để ông gõ cái đầu của mình tỉnh ra hồi cái đời kiếp nào. Tất cả những cái chuyện đó nó gom lại cho tới bây giờ thì mình mới biết cách mình gật đầu. Mình gật đầu với cái sự việc đang đúng, đang xảy ra trước mắt mình. Vậy là hàng tỷ tỷ của cái ký ức cũ nó nằm ở đâu thì mình không có biết nó nằm ở đâu. Mà tại sao ông thầy này nói câu này mình thấy nó trúng, nói câu kia mình thấy nó sai, đúng không? Và cái sai nó nằm ở đâu thì mình không biết à. Giờ hỏi là mình lắc đầu lý do gì? Nó là thầy nói không trúng. Không trúng với cái gì? À, mình hỏi phăng phăng không trúng với cái gì? Lấy đâu mình biết không trúng? Lấy ở đâu? Lấy trong cái ký ức của mình, đúng không? Mình có kiến thức là mình đã quân tập, mà quân tập hồi nào đó là lúc đó mình bí á. Không phải ông thầy tôi dạy, tôi học ông thầy đó trước, thầy tôi học ông thầy đó trước đây 1 năm 2 năm. Xin lỗi là mình, nếu mà mình học cái sự việc đó trước đây 1 năm 2 năm, mình hiểu sự việc đó trúng, thì tôi phải hỏi ngược lại nữa là nó trúng hồi thời điểm nào, chứ chưa chắc là trúng từ khi ông thầy đã dạy mình. Nếu mình không có ký ức đó, mình lấy cái gì để mình nhận định nó đúng hay là sai? Nói đi. Nếu không có ký ức, mà ký ức thì quân tập lúc nào mình có biết không? Dạ không. Thì đó là người đủ trí tuệ để thấy được sự thành lập đế, trong đó thành lập ngũ uẩn của mình. Chứ mình nghe thành lập đế mình thấy thường, đúng không? Mình nghe thành lập ngũ uẩn mình cũng thấy nó thường lắm. Dạ xin thưa, không có cái gì là thường hết. Cái gì nó cũng kinh khủng. Bằng trí tuệ thật sự, ở trong cái trí tuệ giác ngộ của một bậc đại Bồ Tát cho tới ngũ địa Bồ Tát mới nói tới cái chuyện là khéo biết được cái sự thành lập đế, mà trước đó không có nói. Các vị Bồ Tát trước, mặc dù là Phát Quang địa hay là Diệm Huệ địa Bồ Tát thì vẫn không nói tới cái chuyện này, mà phải là ngũ địa Bồ Tát mới dám nói tới cái chuyện này. Thì quý vị biết là cái tuệ giác ngộ này nó phải ở một cái tầng nào đó nó kinh khủng lắm tới đây mới bắt đầu nói, chứ không có cái tệ đó nói nổi cái này đâu. Mình nghe nói là cái thành lập đế là biết được cái sự thành lập của ngũ uẩn, rồi thành lập thập nhị xứ thập bát bát cộng, mình nghe nó thường. Cái thường nhất là căn thấy trần, thấy cái sự sai biệt nó chưa có đi đâu hết. Cái đó là thường á, thường nhưng mà nó đã có căn trần thức rỗng luôn rồi đó. Nhưng mà chúng ta còn chưa có đủ cái trình độ, mỗi khi căn tiếp xúc với trần là thức gì nó hiện ra, rồi nó hiện ở ngưỡng nào, và hiện ngưỡng đó nó quân thành chủng tử hay là ngang đó nó xóa, là chúng ta chưa có đủ trình độ đó đâu. Công phu dày lắm mới đủ sức để thấy rằng bây giờ tôi đang nghe nè, tôi đang nghe là nó dừng lại ngang đó, nó không quân thành chủng tử hay là nó đã thành chủng tử. Nên có mấy người nhận nổi cái này không? Và nếu nó thành chủng tử này thì nó sẽ như thế nào trong tương lai chúng ta biết không?
Và cái chuyện chấp nhận của mình với bao nhiêu cái chủng tử nghiệp thức mà nó làm cho mình đồng ý với một sự việc. Đem mấy cái bằng ra đi. Nói chuyện mấy cái chỗ này. Không có giỡn đâu, không có giỡn đâu. Chỉ có trí tuệ giác ngộ mới đủ sức rồi. Cho nên một việc nhỏ thôi, tôi có thể hỏi với bất kỳ cái bằng cấp cao nhất nào. Cho một chuyện rất là nhỏ thôi, đừng có nói là mình đủ kiến thức để mình giải thích đủ điều, mình hiểu đủ điều, mình có cái gì, mình học cái gì, trường nào mình cũng học. Nhưng mà có những cái chuyện này, tôi nói là cái chuyện gật đầu của thầy là bao nhiêu ý niệm, thầy biết không? Cái gật đầu của mình liên quan tới bao nhiêu ngàn kiếp sanh tử, biết không? Ở đó mà kiến thức. Hãy có Bồ Tát cỡ này nó mới biết nè. Cho nên cái chuyện thành lập đế nó kinh khủng lắm. Mình nói thì nó nghe thường, nhưng mà hình thành được cái thân ngũ uẩn này không có bình thường đâu. Vì vậy mà tôi dám nói là nếu như ngay đây mà tôi nói một cái sự việc nó là đúng, mà quý vị gật đầu xuống một cái là quý vị đã tu hàng ngàn kiếp rồi. Tu ít kiếp không chấp nhận cái này nổi đâu. Nó là sự thật, nó là như vậy đó. Thì chúng ta cũng nên mừng là mình đã từng gieo căn lành với Phật Pháp, đã từng theo Phật, đã từng học Pháp, đã từng tu hành nhiều ngàn kiếp rồi. Giờ này mình nghe chân lý, mình chấp nhận được. Chấp nhận thôi nha, chưa có phải là mình ngộ cái gì hết trơn á nha. Mình chấp nhận, mình thấy là đúng sự thật. Cái này nó mới là đúng, ví dụ vậy. Thì vậy là cái này đúng là do đâu? Do nhiều đời, nhiều kiếp mình đã theo những cái bậc chân sư, và mình đã quân tập tất cả những cái nghiệp, những cái chủng tử liên quan tới cái đúng nhất này. Hiểu không? Không phải một đời đâu, nhiều lắm, nhiều nhiều đời lắm. Cho tới giờ phút này mình gật đầu nhẹ nhàng cho một sự việc thì không phải là chuyện một đời. Đó mới gọi là Bồ Tát khéo biết thành lập đệ. Nghe nó dễ vậy đó, một câu nó rất là bình thường như vậy đó. Nhưng mà trí tuệ nào để có biết được thành lập của một đế, nguyên nhân sinh tử của một cái sự việc. Giống như trước mình nói là mình khởi một niệm là mình thấy rõ ba thời sinh diệt của nó, quá khứ, hiện tại và vị lai của một ý niệm thôi. Thì chúng ta công phu tới đâu để chúng ta thấy nổi cái này? Một ý niệm thôi, tôi chưa nói tới cái chuyện nhiều á. Và một ý niệm hiện ra chúng ta phải thấy rõ bốn đế của nó. Mình công phu tới chừng nào để mình thấy này? Nếu như một cái niệm mà chúng ta không thấy rõ bốn đế của nó, chúng ta không thấy 12 nhân duyên của nó, và chúng ta không thấy cả ba thời của nó, thì chúng ta chưa phải là cái người hiểu chân lý, chưa có chánh kiến. Được định nghĩa chánh kiến là người phải tỏ tường tứ đế, thập nhị nhân duyên ngay một ý niệm thôi. Thì hy vọng là chúng ta có, được gọi là chúng ta có chánh kiến ở trong Phật đạo. Đó, đó cũng là nguyên nhân hình thành tập đế. Thấy không? Thấy rõ cái nguyên nhân hình thành tập đế nó kinh lắm. Không phải dễ mà thấy được cái này đâu, phải là cái tuệ giác ngộ của một vị Bồ Tát ngũ địa lận, chứ không phải là bình thường.